chôn rùa bụng bút đáy nôn kia khuấy khuyên riêng trong bọn chiếc chụp chung phúc mai bọt hồn đỏ bầy ngay khmai dương ngọt kia thái rụng nia bóng phù mình nia lên bài bà chia tay khmai khmui khmui yu vô chôn rôm lê chế mùi phúc mai bọn chô chân nằm khmai dương rôm chia mà hạ cổ xa xa rồi bọn yu vô chôn bóng cố sòng tra nên nhỏ xa rồi bọn chỗ này thôi. Tí nữa mình quay chìm clip chùa, xong rồi mình đi quay clip chợ. Chợ trong hộm trong dịp lễ Tết Sima này. Trong công viên chùa bán đồ cúng nữa các bạn. Đồ này để cúng vô các lỗ Sima. À, mỗi một phần vậy là 20k. Còn nhang nè, lược nè, sách vở. ไปในเชียงยุ่งไม่
chôn rúp rùm cuốt đáy nóng kia khuấy khuyết riêng trong bọn chiếc chụp chung phúc mai bọc hồn rõ bầy nay khmai dương ngọt kia thái rục ní ông phụ mình nghĩa lên bay có chiếc tay khmai đây là khu vực ẩm thực các bạn ơi. Đây. Bún giò heo. Rồi. Ở đây là nơi chụp hình lưu niệm các bạn. 40k một tấm hình. Vô tình thấy cảnh này. Đủ loại nhạc các bạn ơi. Rất là xôn tột. Đây là quầy bán hàng lưu niệm các bạn, tranh ảnh tượng Phật rất phong phú, rất nhiều các bạn ơi. Đây là mấy tấm chăn nè, đây là mấy cái bát đựng cơm, đựng nước để chùa. Hơi ồn nha các bạn ơi, khó nghe lắm. Nói chuyện hơi bị khó nghe. Chợ mà, chợ lúc nào cũng xôm tụi chứ. Nói các bạn. Quá đẹp luôn. Đây là bức tranh nè. Phần bốn mặt Mahabharam nè. Đây là mặt nạ của Hanuman các bạn. Hanuman là con khỉ các bạn. Sách kinh Phật. À đây có mấy cái túi vải của sư hay đeo nè các bạn, làm sẵn luôn. Khăn. À, nhạc xôm các bạn ơi. Đây mấy tấm áo. Áo hình là Angkor Wat nè. Nó thu lưu niệm bà ơi. Chữ Campuchia hết. Rồi mấy chị quẹo lụm quẹo lựa tới đây 20-25 ngàn đôi dép luôn hai ơi. Đây nè mấy chị sổ về tới đây 20 đôi 20, mấy chị mũ dẻo mũ thái tới đây 20 ngàn một đôi dép 20, mấy chị ở nguyên một đống mà đồng có một giá tới đây 20 ngàn một đôi, mấy chị 20-25 ngàn đôi, mấy chị quẹo lụm quẹo lựa tới đây 20-25 ngàn đôi dép luôn hai ơi.
đây nè, mấy chị sổ về tới đây 20 đôi, 20 mấy chị mũ dẻo mũ thái tới đây 20 ngàn một đôi dép, 20 mấy chị ở nguyên một đống và đồng có một giá tới đây 20 ngàn một đôi, mấy chị 20-25 ngàn đôi, mấy chị quẹo lợ tới đây 20-25 ngàn đôi dép luôn nè. Đây nè, 25 ngàn đôi, mấy chị quẹo lợ tới đây 20-25 ngàn đôi dép luôn hai. Đây nè, mấy chị sổ về tới đây 20 đôi, 20 mấy chị mũ dẻo mũ thái tới đây 20 ngàn một đôi dép, 20 mấy chị ở trứng cút nè bạn. Bánh cống luôn. Bánh bán sao vậy? Lấy anh 3 cái đi. Đọc buôn liên nè, quần mớ. Ừ, chẳng chẳng. Cho con quay phim. มอดจะจันทร์ทรวยเจียงเกบายตอมกระเฉยพูดยกมาดองมันแม่นรูปมองไอ้ดอกธนาจะก่อคลอดได้ดอกเจียนจะจองจองปรับแดกเวียนปองไอ้เจือเนี่ยเรียบรอบไม่ตามสิกระไดมันลูกเรียบตั้งจอไหลออดปันน้ำปันน้ำช่วยไหลปันน้ำพี่แจมอบรอบันหลังเก็บมันกล้องแมวมันเอามาบ้านเก่าวะน้ำหอยเลยฮะ ว้า nóng hổi luôn hả? Bánh dứa hả? Trên lên là bánh không ai chẳng cắt. Ôi bánh, nhóm chị riêng bánh là bánh chả hai năng ấy. Chả? Chả giam. Lâu chả giam mà lâu ọt. Ọt chết bọt năng phó năng. Ui nhóm nhóm tên phải lõng lắm rồi. Ê vô da mà cả tương xa, từ tinh cây. Ngủ ngon dữ hả? Thú nhà bông 39.000 đồng giá các bạn ơi, quá đẹp, đủ màu sắc, đủ loài con luôn. Con vịt. Cá sấu 100.000 đồng một con. Cá voi. Quá bự, quá đẹp luôn, quá mới luôn bác. Trái chuối. Trái chuối nó cho to quá sao ăn anh? Đúng rồi, mai nào. Đây bày thịt khìa các bạn ơi. Thơm quá. Dịch kia. Giò 3 cái 10 ngàn. Có cút nè các bạn.
dép lô hàng. Cái này mới chạy sổ vô sổ vô 20 đô la 25 ngàn đô dép lô hàng. Khách tham quan xe ma chùa xong họ qua lên tham quan các gian hàng các bạn ơi. Đi ai anh quan? Đi ai ạ? Đây có cà na nè, cà na ngầu đường các bạn. Vậy là tổng giá 30k. Cái gì cũng rẻ có vài chục ca thôi các bạn ơi. Bán lượt nè. Dầu gió. Đồng giá 30k nè các bạn. Nồi niêu son chảo. Cái thùng này 30, cái đồng hồ 30k luôn. Cái hàng móc khóa các bạn. Dù rồi các bạn. Cái mâm được xin lễ nè bạn ơi. Em vừa quay mới. Sơn đi mua đồ các bạn. Chơi đeo quay phim nha. 15 mình giờ tốt tí. Ai đợi hàng năm? Năm gì đây, năm gì đây? Cây năm 19. Năm 19 là chiếc che cờ hên. Đời 59 nó có một và chứng nhân độc giải. Quý vị mình phải xếp về tiêu đây. Đã biết mình sẽ ra bé. Vì qua cái này đi. Tiêu rồi. Không nhắc chân thì tất cả ta kỳ ta bé. Mình chỉ đưa mình tiếp tại dần sau. Thì mình sẽ lợi dụng. Mình sẽ
xin được kính chúc các bà con đã tới quý vị nha. Rồi bây giờ mời Vương Khánh Trân rồi Bảo Trân sẽ gửi tặng quý vị cái bà vỡ mình rú rú sơ đồng bảo vệ mặt tiền. Wow. Mambo Italiano mời quý vị cùng thưởng thức. Cô cua cá cọp các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.